365 ngày cùng với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày thứ 40. Cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ. Chuyện về một anh thanh niên người Công giáo đến phục vụ trong một nhà thương. Ngày nọ, một người bệnh đã hỏi anh thuộc giáo hội nào? Anh đáp, tôi thuộc giáo hội của Chúa Kitô. Cái gì thuyết phục anh vào giáo hội đó? Người bệnh hỏi tiếp. Anh thanh niên dừng chút và thốt lên, thuyết phục ư? Sau đó, anh nhìn lên tượng Chúa chịu nạn treo trên tường của phòng bệnh và anh tiếp. Phải, tôi bị Chúa thuyết phục đến độ ngay cả sự sống, sự chết, thần quyền, thế quyền, không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Từ 2000 năm nay, Chúa Giêsu vẫn không thôi thuyết phục biết bao con người, dù trẻ hay cao niên, dù mạnh khỏe hay yếu đau. Sức thuyết phục của Chúa dựa vào đâu? Đó chính là tình yêu và sự tốt lành của Chúa. Tin mừng Marco đã thuật lại những cuộc gặp gỡ của Chúa với nhiều người đau yếu và bất hạnh. Chúa chú tâm yêu thương họ và cứu thoát họ ra khỏi phận đời bất hạnh và đưa họ về lại với đời sống tốt lành. Vì thế, ai hướng mắt nhìn lên và tìm kiếm Chúa đều được Chúa thuyết phục, và họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Lời này tương hợp với tâm tình của Thánh Augustino suy tư về tình yêu của Chúa. Thánh nhân viết, tất cả mọi việc làm phúc đức, lạy Chúa đều xuất phát từ Chúa, và mọi điều tốt, mọi cứu độ của con bắt nguồn từ Chúa. Chúa tốt lành luôn chú tâm đến từng phận người, đặc biệt những ai đang cần đến Chúa. Ở nơi Chúa, họ nhận được phúc lành. Từ nơi Chúa, ai điếc sẽ được nghe và ai câm sẽ được nói. Chúa thật là nơi ẩn náu cho mọi người bất hạnh. Chúa không bao giờ để người đau khổ lẻ loi một mình. Chúa luôn dõi bước và gìn giữ họ. Lạy Chúa, Chúa chính là nơi chúng con ẩn náu. Chính Chúa giữ gìn chúng con khỏi bước ngặt nghèo. Chúa ơi, khắp bốn phương, Chúa làm trỗi vang lên những khúc ca mừng chúng con được giải thoát. Chúng con xin hòa vào những khúc ca đó để tri ân, cảm tạ và tôn vinh Chúa suốt đời. Lạy Thánh Augustino, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Bạn đã từng nhận được phúc lành nào từ Chúa tốt lành? Hôm nay, trong cầu nguyện, bạn hãy tạ ơn Chúa, và trong ngày sống, bạn tìm cách kể cho người khác về điều tốt lành Chúa đã ban cho bạn. Cho con trai tin của Chúa đừng khép kín ở trên chính mình, xin cho con quảng đại như Chúa vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin
cho con sáng trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cạn trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mơ rộng, không dao động giữa cuồng đời cũng không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con. Xin cho con nghĩ suy của Chúa, hằng sâu lắng cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu. Trái tim của Chúa đừng khép kín ở trên chính mình. Xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Xin cho con trang trong tình Chúa, vượt lên những nhỏ nhen tầm thường. Xin cho con cạn trường như Chúa, luôn bao dung trong sức sống tình yêu. Một tình yêu luôn vui mơ rộng, không dao động giữa cuồng đời cũng không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con. Một tình yêu mơ rộng, không dao động giữa cuồng đời cũng không. Một tình yêu luôn vui hy vọng, luôn an bình tươi sáng trong lòng con. Xin cho con nghĩ suy của Chúa, hằng sâu lắng cảm thông kiếp người. Xin cho con một đời như Chúa, luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu. Luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu. Luôn ra đi gieo rắc trên tình yêu.